mô máu và sự tạo máu. Máu gồm có hai thành phần là các tế bào máu hay huyết cầu và huyết tương. Huyết tương được tạo bởi huyết thanh và sợi huyết. Các tế bào máu gồm có 3 loại: hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu. Trong đó, bạch cầu lại gồm có 3 loại là bạch cầu hạt, bạch cầu đơn nhân và lympho bào. Trên tiêu bản máu đàn nhuộm diêm sa có thể quan sát và phân biệt khá rõ các loại tế bào máu. Dày đặc trên vi trường là các hồng cầu, đó là các tế bào không có nhân. Đường kính khoảng 7,5 micromet, vùng giữa hồng cầu sáng màu, ngoại vi sẫm màu. Bạch cầu là những tế bào lớn hơn hồng cầu, có nhân tròn hoặc chia múi, mũi thiên chỉ. Tiểu cầu là các hạt nhỏ, lấm tấm. Hồng cầu ở độ phóng đại lớn hơn, đặc biệt khi quan sát dưới kính hiển vi điện tử quét, hình bên phải. Có thể thấy hồng cầu có hình đĩa, lõm ở giữa và không có nhân. Do vậy, khi quan sát trên tiêu bản máu đàn, vùng trung tâm hồng cầu sáng màu hơn. Cấu trúc này của hồng cầu phù hợp với chức năng vận chuyển khí và giúp cho hồng cầu có thể luồn lách trong các mao mạch nhỏ hẹp. Hình bên trái là ảnh chụp hồng cầu và tiểu cầu trong lòng mao mạch kiểu xoang dưới kính hiển vi điện tử quét. Và hình bên phải là một hồng cầu bị cắt đứng dọc trong lòng mao mạch dưới kính hiển vi điện tử truyền qua. Bào tương của chúng rất đậm đặc với dòng điện tử. Tiểu cầu có hình cầu, kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng 2-3 micromet và không đều. Chúng đứng rải rác hoặc tập trung thành đám. Tiểu cầu có vai trò rất quan trọng trong quá trình đông máu, cầm máu. Trên tiêu bản máu đàn đã xử lý để tập trung tiểu cầu. Tiểu cầu có kích thước rất nhỏ nhưng sẫm màu, mũi tiên chỉ. Tiểu cầu không phải là các tế bào, mà nó chỉ là mảnh tế bào không có nhân và được bao bọc bởi màng bào tương. Tiểu cầu có xu hướng kết tụ với nhau và dễ bị phá hủy. Do vậy, khó đếm chính xác số lượng của chúng trong máu. Phía trên bên phải là hình ảnh chụp dưới kính hiển vi điện tử quét các tiểu cầu đã hoạt hóa. Từ dạng hình cầu hoặc hình trứng bình thường, tiểu cầu khi bị hoạt hóa sẽ chuyển thành dạng cầu gai với nhiều nhánh bào tương. Bạch cầu hạt là loại tế bào máu lớn hơn hồng cầu và trong bào tương có các hạt đặc hiệu. Dựa vào tính chất bắt màu thuốc nhuộm của những hạt đó mà người ta phân bạch cầu hạt thành 3 loại: bạch cầu hạt trung tính, bạch cầu hạt ưa axit hay ái toan và bạch cầu hạt ưa base hay ái kiềm. Ngoài đặc điểm trên, bạch cầu hạt có nhân chia thành các thùy hoặc các múi. Do đó, bạch cầu hạt còn có tên là bạch cầu nhân đa hình, mà nhiều người vẫn quen gọi là bạch cầu đa nhân. Bạch cầu hạt trung tính có số lượng nhiều nhất, có kích thước lớn hơn hồng cầu và khoảng 12 micromet. Nhân có từ 2 đến 5 thùy, nhưng hay gặp nhất là loại nhân có 3 thùy, ngăn cách nhau bằng các cuống mảnh. Bào tương tế bào có các hạt mịn vừa ưa axit vừa ưa base, đó là các hạt đặc hiệu. Ngoài ra còn có các hạt không đặc hiệu ưa azua màu tím. Đây là loại tế bào có khả năng thực bào mạnh, đặc biệt là thực bào các vi khuẩn để bảo vệ cơ thể. Trên hình C thấy rõ rất nhiều vi khuẩn bị bạch cầu hạt trung tính thực bào. Chúng thực bào vi khuẩn bằng cách tạo ra các nhánh bào tương để ôm lấy vi khuẩn, sau đó tiêu hủy chúng nhờ các men trong các hạt có bản chất là lysosome. Bạch cầu hạt ưa axit. Bạch cầu hạt ưa axit có kích thước xấp xỉ với bạch cầu hạt trung tính. Chúng thường có số lượng rất ít trong máu ngoại vi và nhân thường chia thành hai thùy khá đều. Đặc biệt, trong bào tương có các hạt đặc hiệu rất ưa màu thuốc nhuộm axit màu đỏ hoặc cam. Các hạt đó có kích thước lớn hơn các hạt của bạch cầu hạt trung tính. Dưới kính hiển vi điện tử, các hạt đặc hiệu có hình trứng và có cấu trúc dạng tinh thể nằm dọc theo trục dài của hạt. Bản chất của các hạt là các lysosome. Bạch cầu hạt ưa axit tăng trong các bệnh dị ứng và nhiễm ký sinh trùng. Bạch cầu hạt ưa base. Đây là loại bạch cầu hạt chiếm tỷ lệ thấp nhất trong máu ngoại vi. Chúng có kích thước nhỏ hơn bạch cầu trung tính, khoảng 10 micromet. Nhân khá lớn, chia thùy, nhưng khó quan sát do bị che lấp bởi rất nhiều hạt đặc hiệu trong bào tương. Các hạt có kích thước rất lớn, bắt màu base mạnh, màu xanh tím đậm. Trong đó có chứa heparin và histamine giống như các hạt của dưỡng bào
Lanh phô bào là một loại bạch cầu không có hạt đặc hiệu, có một nhân hình cầu không chia thủy. Về mặt hình thái, không thể phân biệt lanh phô bào T và lanh phô bào B, nhưng có thể phân biệt được ba loại lanh phô bào là lanh phô bào nhỏ, lanh phô bào trung bình và lanh phô bào lớn. Lanh phô bào nhỏ trên tiêu bản máu đàn nhuộm diêm sa có hình tròn, kích thước 6-9 micromet, có một nhân lớn đậm màu, choáng gần hết tế bào. Bào tương rất ít, chỉ là một đường viền hẹp quanh nhân. Ưa ba giờ, có thể có một vài hạt ưa rua nhỏ màu đỏ. Dưới kính hiển vi điện tử, lanh phô bào nhỏ có một số vi nhung mao ngắn, nhân hình tròn, nhưng có một chỗ lõm sâu. Bào tương nơi đó có bộ Golgi nhỏ. Những hạt ưa rua chính là những lysosome nhỏ lòng đậm đặc. Lanh phô bào trung bình có kích thước lớn hơn lanh phô bào nhỏ và khoảng 10-12 micromet và có số lượng rất ít trong máu ngoại vi. Lanh phô bào trung bình có tỷ lệ nhân trên bào tương thấp hơn so với lanh phô bào nhỏ. Nhân tế bào lệch về một phía, bào tương bắt màu 3 giờ và có khá nhiều hạt ưa rua. Lanh phô bào lớn có kích thước lớn, khoảng 14-16 micromet, rất hiếm gặp trong máu ngoại vi. Nhân tế bào khá lớn nhưng nhạt màu, có thể hơi lõm ở một phía. Bào tương tế bào rất ưa màu 3 giờ, do có nhiều polyribosome và các lưới nội bào có hạt. Hãy so sánh một lanh phô bào lớn với hai bạch cầu hạt trung tính ở bên cạnh và một lanh phô bào trung bình ở phía trên bên trái trong cùng một tiêu bản máu đàn nhuộm diêm sa. Tương bào. Tương bào là loại tế bào ở giai đoạn biệt hóa sau cùng của lanh phô bào B với chức năng tổng hợp và tiết ra kháng thể. Tương bào thường có hình trứng, đường kính khoảng 10-20 micromet, nhân tế bào hình cầu nằm lệch về một phía, chất nhiễm sắc tụ thành khối xếp như hình nan hoa. Bào tương tế bào rất ưa ba giờ. Dưới kính hiển vi điện tử, bào tương tế bào có rất nhiều lưới nội bào và túi lưới nội bào chứa đầy kháng thể. Bạch cầu đơn nhân, còn gọi là bạch cầu mono, là tế bào lớn nhất trong số các loại bạch cầu với đường kính 10-20 micromet. Nhân tế bào lớn hình hạt đậu hay hình chữ U khá sáng màu và thường lệch về một phía. Bào tương tế bào khá phong phú, ưa bao giờ nhẹ, không có hạt đặc hiệu nhưng có thể có hạt ưa azure. Trên bề mặt tế bào có các vi nhung mao và các không bào vi ẩm. Hãy so sánh đặc điểm của bạch cầu đơn nhân với lanh phô bào trung bình, bạch cầu hạt trung tính và bạch cầu hạt ưa axit trong cùng một vi trường tiêu bản máu đàn nhuộm diêm sa. Đại thực bào. Đại thực bào có nguồn gốc từ bạch cầu đơn nhân, có khả năng thực bào rất mạnh. Tùy từng vị trí trong cơ thể mà đại thực bào có hình dáng và tên gọi khác nhau, như tế bào Kupffer ở gan, tế bào bụi ở phổi, vân vân. Ở lách, đại thực bào là những tế bào lớn có nhiệm vụ chính là tiêu hủy các hồng cầu già. Vì vậy, bào tương của chúng có đầy những thể vùi màu nâu chứa sắc tố hemosiderin, là một sản phẩm dáng hóa từ hemoglobin. Hình phía trên bên phải là ảnh chụp hiển vi điện tử một đại thực bào trong ổ viêm. Trong bào tương đại thực bào có nhiều lysosome, các thể vùi và có các không bào tiêu hóa. Thậm chí có thể thấy cả một bạch cầu hạt trong không bào tiêu hóa của đại thực bào. Nhân của đại thực bào thường nằm lệch về một phía và có một hạt nhân lớn. Đại thực bào trong ổ viêm có nhiệm vụ dọn sạch các vụn tế bào và các tế bào chết. Tủy tạo huyết có trong ống tủy và hốc tủy của xương, là nguồn tạo ra tất cả các loại tế bào của dòng máu. Tủy tạo huyết là một mô võng, trên đó có chứa các tế bào dòng máu. Ở độ phóng đại nhỏ, vẫn có thể quan sát được một loại tế bào rất lớn, bào tương ưa axit, nhân có nhiều múi, xù xì, đó là tế bào nhân khổng lồ. Ở độ phóng đại lớn hơn, có thể phân biệt nhiều loại tế bào máu đã biệt hóa ở các mức khác nhau. Dễ nhận nhất là các tế bào thuộc dòng bạch cầu hạt ưa axit, bào tương chứa đầy các hạt màu đỏ. Xen kẽ với các tế bào đó là những tế bào non chưa biệt hóa thuộc các dòng tế bào máu khác nhau và các tế bào nhân khổng lồ với kích thước rất lớn. Ở giữa hình là một mao mạch kiểu xoang với lớp nội mô dẹt và không liên tục,
được gọi là xoang mạch. Sơ đồ dòng hồng cầu và dòng bạch cầu hạt. Dòng hồng cầu. Từ tiền nguyên hồng cầu phân chia và biệt hóa để tạo ra nguyên hồng cầu ưa ba giờ, nguyên hồng cầu đa sắc, nguyên hồng cầu ưa axit và hồng cầu lưới. Hồng cầu lưới sau một thời gian ở tủy xương, chúng đi vào máu tiếp tục biệt hóa thành hồng cầu trưởng thành. Đặc điểm chung của quá trình phát triển dòng hồng cầu là thể tích các tế bào giảm dần, nhân nhỏ dần, bị kết đặc lại và bị tống ra ngoài. Bào tương tế bào giảm dần tính ưa ba giờ do các bào quan đặc biệt là polysome ít dần và tăng dần tính ưa axit do tăng lượng hemoglobin. Dòng bạch cầu hạt lần lượt qua các dạng sau: nguyên tủy bào, tiền tủy bào, bào tương chỉ có các hạt ưa rua. Tủy bào, bào tương bắt đầu có các hạt đặc hiệu trung tính axit 23 giờ. Và hậu tủy bào. Hậu tủy bào không còn khả năng phân chia nữa, chúng biệt hóa để trở thành các bạch cầu hạt trưởng thành. Bạch cầu đũa có thể gặp ở máu ngoại vi là dạng sắp trưởng thành của bạch cầu hạt với nhân hình đũa chia thùy nhưng mà chưa rõ. Trên tiêu bản nhuộm diêm sa có thể phân biệt được một số loại tế bào dòng hồng cầu. Tiền nguyên hồng cầu có kích thước lớn, nhân lớn, sẫm màu, bào tương rất ưa ba giờ. Nguyên hồng cầu đa sắc có kích thước khá lớn, nhân trung bình, bào tương vừa ưa axit vừa ưa ba giờ. Nguyên hồng cầu ưa axit có kích thước nhỏ, nhân nhỏ dần và kết đặc lại. Bào tương ưa axit gần như hồng cầu. Nhân của chúng sau đó biến thành một khối nhỏ, đậm đặc và bị tống ra khỏi tế bào, hình E. Hồng cầu lưới có mặt trong máu ngoại vi với tỷ lệ ít, kích thước gần giống như hồng cầu trưởng thành nhưng trong bào tương còn những hạt hoặc những cấu trúc dạng lưới. Sau một thời gian ngắn, hồng cầu lưới sẽ trở thành hồng cầu trưởng thành. Dưới kính hiển vi điện tử, các cấu trúc hạt hoặc lưới đó là các bào quan như lưới nội bào có hạt, ti thể, polysome còn sót lại trong bào tương. Dòng bạch cầu hạt trung tính. Trên phiến đồ nhuộm diêm sa này có thể phân biệt được 3 loại tế bào dòng bạch cầu hạt trung tính là tủy bào, hậu tủy bào và bạch cầu đũa trung tính. Tủy bào trung tính có kích thước lớn, nhân lớn, hình trứng hơi lõm, nằm lệch về một phía, bào tương có ít hạt đặc hiệu. Hậu tủy bào trung tính có kích thước nhỏ hơn, nhân lõm hoặc có hình chữ U, bào tương có nhiều hạt đặc hiệu nhỏ, mịn. Bạch cầu đũa trung tính có kích thước xấp xỉ bạch cầu hạt trung tính, nhân có hình đũa khúc khuỷu, chia thùy chưa rõ ràng, bào tương có nhiều hạt đặc hiệu nhỏ, mịn, phân bố khá đều. Sự tạo tiểu cầu. Tế bào nhân khổng lồ, còn gọi là mẫu tiểu cầu, là tế bào được biệt hóa từ nguyên bào nhân khổng lồ. Chúng tự chia cắt bào tương thành các mảnh nhỏ độc lập, có màng bào tương bao bọc, đó chính là các tiểu cầu. Tế bào nhân khổng lồ có kích thước rất lớn, bào tương ưa axit và có một số hạt ưa rua. Nhân tế bào lớn chia thành nhiều thùy. Như vậy, tiểu cầu chỉ là những mảnh bào tương của tế bào nhân khổng lồ. Chúng không có nhân, nhưng có một số bào quan trong bào tương thích ứng với chức năng cầm máu, đông máu.